Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 64 ngày 17. Chúa Giêsu sống trong gia đình. Kinh Thánh Luca đoạn 2 câu 51-52. Câu ghi nhớ Luca đoạn 2 câu 51 phần A. Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 2 câu 51-52. Kinh Thánh Tân Ước trang 981. Đoạn: Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 51 phần A. Đoạn: Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Đoạn: Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Chữ chịu lụy ở đây có nghĩa là vâng lời hay là theo sự hướng dẫn của cha mẹ. Trong phần tìm hiểu, số 1, Chúa Giêsu theo cha mẹ phần xác của mình về sống ở đâu? Cái chìa khóa là cá lội ngược dòng, có nghĩa là thay vì xuôi dòng là chúng ta đọc từ trái sang phải, bây giờ cá lội ngược dòng là chúng ta đọc ngược lại từ phải sang trái. Từ phải sang trái thì chúng ta có chữ gì các em? N A Na Sa Rét A Na Sa Rét. Nazareth là tên của một cái làng hay là một cái thành nơi Chúa Giêsu ở với cha và mẹ của mình về phần xác là chú Joseph và cô Mary. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu lúc còn bé là một em bé, rồi được dâng ở trong đền thờ, sau đó rồi Chúa Giêsu theo cha mẹ là Joseph và Mary trở về Nazareth, và Chúa Giêsu lớn lên ở tại đây. Chúa Giêsu là một thiếu nhi rất là ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, và Chúa Giêsu làm việc giúp đỡ cho ba mẹ đây. Đây có thể Chúa Giêsu đang ôm một cái khúc gỗ để giúp cho Joseph. Joseph là làm nghề thợ mộc. Thợ mộc là gì các em biết không? Thợ mộc là những người làm ra những cái bàn, những cái ghế, những cái vật dụng bằng gỗ, gọi là thợ mộc. Mộc nó là gỗ, là cây. Ở trong gia đình Chúa Giêsu luôn luôn gì các em? Ở đây chúng ta cũng đọc ngược lại. V ớ n g là vâng lời. Chúa Giêsu luôn vâng lời. Chúa Giêsu luôn vâng lời cha mẹ phần xác của mình. Càng lớn lên Chúa Giêsu càng thêm điều gì? Câu 52. Chúng ta có chữ K là khôn ngoan. Càng lớn Chúa Giêsu càng khôn ngoan.
Rồi đối với Cha trên trời, Chúa Giêsu sống như thế nào? Đờ e đẹp. À chỗ này là o n g. À chỗ này là chữ l mới đúng ha. Ở đây in nhầm chữ n rồi. Đẹp lòng. Đẹp lòng. Trong phần nhận biết, Chúa Giêsu càng lớn càng khôn ngoan, vâng lời cha mẹ phần xác, sống đẹp lòng mọi người và đẹp lòng Chúa Cha. À, Chúa Cha là Đức Chúa Trời đó các em. À, như vậy thì theo gương Chúa Giêsu, các em cũng càng lớn thì càng ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô và làm theo lời Chúa dạy để được đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người. À, đó là điều mà Chúa muốn các em thực hành noi theo gương của Chúa Giêsu. Cho nên là các em nhớ là mình khôn ngoan. À, để được khôn ngoan thì mình cần phải học lời Chúa mỗi ngày qua cái chương trình lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi như thế này. Và các em cũng siêng năng trong việc đi học ở trường để có được sự khôn ngoan. Rồi ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, thầy cô và làm theo lời Chúa dạy. Trong phần gợi ý cầu nguyện, sống theo gương Chúa Giêsu, em sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa Giêsu đã cho con tấm gương của Ngài. Xin Chúa cho con sống theo gương Chúa Giêsu. Theo gương Chúa Giêsu làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giêsu đã cho con tấm gương của Ngài. Xin Chúa cho con sống theo gương Chúa Giêsu, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho các em để các em sống theo gương Chúa Giêsu, trở thành những đứa con ngoan trò giỏi, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người nhé. Các em nhớ chia sẻ kênh Thiếu Nhi Thông Sáng cho các bạn của mình nhé.